À, xin chào quý cô bạn, rất vui được gặp lại quý cô bạn trong cái video tiếp theo trên kênh YouTube Trần Minh Bất Động Sản. Ở đây là một cái video nói về cái việc là chia sẻ kinh nghiệm đầu tư. Thì hôm nay tôi chia sẻ về một cái thị trường mà tôi cũng đã quay video cái đây cũng tròn khoảng tầm hơn 6 tháng. Đó là cái thị trường bất động sản Cát Bà. Ở đây là một thị trường mà tôi đi từ đầu tiên, từ những ngày mà gần như là không có ai cả, một mình tôi đi và cùng những người thân, những anh em cùng đầu tư của tôi. Để video này trước hết là tôi xin cảm ơn những các anh chị, những cái nhà đầu tư đã tin tưởng khi cùng tôi đầu tư Cát Bà, đúng không ạ? Và bây giờ cũng bắt đầu có một số thành quả. Cũng video này của tôi cũng sẽ muốn làm tặng cho các bạn mới đầu tư, những cái bạn sắp đầu tư, những cái bạn mà chuẩn bị đầu tư sẽ có một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm để các bạn là có cái câu hỏi. Toàn bộ cái video này là dựa trên cái trải nghiệm thực tế của tôi từ việc giai đoạn tìm hiểu, từ việc phân tích, sau đó quyết định đầu tư. Đấy, nên là cái video này nó nội dung khá là hay. Thì đến ngày hôm nay cũng như tôi nói rồi, cái đến ngày nay cái video này khi quay thì cũng đã tròn hơn 6 tháng, khoảng hơn 6 tháng tôi làm về Cát Bà. Thì mọi người có thể tìm hiểu lại những cái video phân tích đầu tiên này trên kênh YouTube của tôi về Cát Bà, và đến bây giờ sau đã đầu tư và đến bây giờ cũng chưa phải là đỉnh. Khi mà các bạn, chắc chắn là những các bạn đang xem thì rất nhiều bạn còn chưa biết thị trường bất động sản Cát Bà hoặc là chưa ra Cát Bà, thì như vậy thì vẫn chưa phải là đỉnh cao của bất động sản Cát Bà. Và đỉnh của các bài cho tôi trong khoảng tầm năm 2020, tức là khoảng tầm tháng 5, tháng 6 khi mà các sale vận hành, và đến năm 2021 thì đấy mới là đỉnh, đấy mới là bắt đầu vào sóng của sàn Cát Bà, và nó sẽ rơi vào đỉnh còn khoảng 4 năm nữa khi mà mọi cơ sở hạ tầng của tập đoàn Sun Group quy hoạch và triển khai trên đảo Cát Bà, thì lúc đấy bất động sản Cát Bà vào đỉnh. Cái đỉnh của Cát Bà thì tôi hay so sánh với Sun Group, tôi hay so sánh với Sapa hoặc là Phú Quốc, đúng không ạ? Thôi cái đấy tôi sẽ nói phần phân tích chi tiết vào sau. Thì trước hết như này, thì khi mà những video đầu tiên tôi public vào Cát Bà thì cũng có rất nhiều người nghe gọi cho tôi nhờ tôi tư vấn đầu tư, nhưng mà sau đó thì số lượng mọi người xuống tiền cùng với tôi thì nó rất là ít, nó chỉ khoảng tầm 4 5 người thôi. Và đến bây giờ thì tôi nói rồi là đều có thành quả cả. Còn tất nhiên là có những người có thể gọi tôi và tự xuống mua, lấy là chuyện rất bình thường, rất nhiều người như vậy. Đấy. Nhưng mà khi mà tôi đi để mà làm Cát Bà, đầu tiên là tôi có duyên với Cát Hải. Đấy, đã là cái khu đất mà tái định cư cạnh VinFast, và đến bây giờ thì cũng tăng trưởng đâu đó khoảng tầm 40-50% cái giá bán trên cái lợi nhuận. Thì sau khi mà làm Cát Hải xong thì tôi sang Cát Bà ngay, và sau đó thì phân tích một vòng. Thì thực ra thì trước đây tôi không có quá nhiều ấn tượng với Cát Bà, tại vì mấy năm trước khi mình làm về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thì mình nghe quen về Nha Trang, rồi nghe quen về Đà Nẵng, rồi nghe quen về Phú Quốc, rồi sau đó thì nổi lên Quy Nhơn hoặc Bình Định hoặc Pháp Vân Phong, sau đó thì là Quảng Ninh. Hoặc là trong đó thì bất động sản nghỉ dưỡng miền núi thì Sapa rất nổi tiếng. Thế sau đó thì mình trong đầu tôi lúc chưa có ấn tượng Cát Bà cả. Thế sau đó thì rất là may khi mà mình sang, mình gặp một cái ông gặp một cái người anh thì đã chia sẻ toàn bộ Cát Bà. Sau đó thì tôi dành mất khoảng 2 tháng đi tìm hiểu và nghiên cứu toàn bộ Cát Bà. Thì từ vị trí địa lý của nó và từ những cái phân tích thì mình ngộ nhận mới ra rằng là ô Cát Bà nó tuyệt vời quá. Và lúc đấy thì mình cũng biết rằng là, thì Sun đã quy hoạch đầu tư Cát Bà từ 2016 2017 rồi, và lúc đấy là mình đã vào, nó gọi là gần như là cũng giai đoạn thứ hai của cái lúc đầu của sóng, đúng không ạ? Của một giai đoạn, của một chu kỳ bất động sản, của một chu kỳ khu vực bất động sản. Thì sau khi cái tìm hiểu rằng thì biết rằng là Sun đã quy hoạch làm cáp treo rồi xây dựng dự án 4 tỷ đô tại Cát Bà. Trước đây mình nghe rồi nhưng mà mình chưa quan tâm. Đấy, mình chưa đi thực tế, mình đi quan tâm thì mình chưa đi khảo sát. Đấy, sau đi khảo sát rồi thì mình thấy rằng ô Cát Bà là một hòn đảo đất lớn nhất Việt Nam và gần đất liền nhất, đúng không ạ? Tôi thấy vị trí của Cát Bà thì nó gần tam giác du lịch miền Bắc, đó là Hạ Long, Cát Bà và Đồ Sơn. Đấy, và Cát Bà là đất đảo, đúng không ạ? Và đảo đất lớn nhất ở miền Bắc này. Rồi là mình đi khám phá, sau đó tôi đi hết trong vòng 2 tháng, tôi khám phá hết ẩm thực, khám phá tôi đã từng trải qua những cái hôm mà tắc đường. Đấy, chờ lúc tôi về tôi nhớ từ 12 giờ mình chờ tận 4 giờ chiều về. Đấy, tức là nó cái đấy là thời điểm mà mùa hè, sau đó các bạn mình biết là mùa hè thì rất là đông khách du lịch sang rất là đông, và năm nay là năm đột biến của bất động sản của du lịch Cát Bà. Tại vì là khi cái cầu Tân Vũ Lạch Huyện nó thông với Cát Hải thì chỉ sang Cát Hải chỉ đi bước phà thôi. Trước đây ấy, thì người ta đi từ Hà Nội xuống Cát Bà thì mất khoảng đâu đó 5 6 tiếng, đúng không ạ? Hoặc là từ Hải Phòng sang mất tầm 2 tiếng 3 tiếng. Nhưng bây giờ thì tôi đi từ Hà Nội xuống dưới, nếu mà thời điểm này mà không tắc đường thì tôi chỉ đi mất 1 tiếng 30 đến 1 tiếng 40 phút thôi, đúng không ạ? Còn 1 tiếng 15 phút đặt chân sang Cát Bà luôn, đã đi phà sang luôn. Đấy, thì đấy là một cái sự thay đổi nó quá là lớn về, về cái thời gian di chuyển. Thì cái này tôi nhớ đến cái thời Sapa. Sapa sau khi một cái tuyến đường cao tốc nó hoàn thành ấy, thì từ các Sapa từ 900 đến 900 ngàn
chính trong làn đường khách 1 năm, thì sau khi tuyến cao tốc mà Hà Nội Sa Pa hoàn thành thì nó tăng trưởng lên tầm rồi đến 1,2 triệu, xong đến bây giờ 2,2 triệu 3 triệu khách, và cùng với đó là khi mà xong vào quy hoạch thì cái giá bất động sản của Sa Pa gì nó tăng trưởng một cách gì đột biến. Đấy, một đột biến thì mọi người biết rồi, trung tâm thành phố Sa Pa bây giờ tầm 400 triệu một mét, còn vùng xa xa cách khoảng tầm 5-7 cây mà làm du lịch được thì nó cũng tầm 15-20 triệu một mét. Thì sau khi mà đi Cát Bà mình thấy rằng là ok, Cát Bà nó có núi. Đấy, Cát Bà là một quần thể du lịch, tất cả mọi thông tin Cát Bà thì các bạn có thể đọc trên wiki hoặc là trên các cái trang báo, nên đây thì mình chia sẻ thôi. Tức là sau khi mình đi trải nghiệm, tôi đã từng đi xuyên rừng. Đấy, các bạn nào follow Facebook của tôi thì thấy những cái ảnh tôi đi xuyên rừng, tôi đã từng đi xuyên biển, tôi đã từng đảo, tôi đã từng đi đảo. Thì cái vịnh Nan Hạ thì cũng quá đẹp, vịnh Nan Hạ thì mình bác mẹ bây giờ là đi thì không thua kém với vịnh Hạ Long cả, nhưng mà chúng ta rất ít biết thông tin đúng không ạ? Đấy. Rồi là khách Tây thì họ đi quá nhiều luôn. Mấy hai đặc biệt là tôi nói rồi, nó gần gần với Hải Phòng. Hải Phòng là một trong những thành phố lớn đúng không ạ, thành phố trung ương, lớn có 2 triệu dân. Thì riêng tôi hay nói vui rằng là Cát Bà thì chỉ phục vụ riêng cho cái du lịch của Hải Phòng tôi đã đủ rồi, của việc phát triển công nhân chuyên gia đủ rồi. Thì thật sự là bản thân tôi cũng đã đi du lịch khá nhiều nơi, khi mà mình làm bất động sản du lịch mà mình đã nghiên cứu thì như Phú Quốc, Nha Trang hay là Đà Nẵng, sau này là Quy Nhơn, Bình Định, rồi là Phan Thiết hay là Mũi Né, sau này nổi tiếng là Quảng Ninh, miền Bắc là Quảng Ninh hay là Sa Pa. Thì thật sự là mình nhận ra ô thật thật là khó có chỗ nào mà nó được như Cát Bà, nó vừa có biển đấy, vừa có núi và đặc biệt là vừa có rừng đấy. Và rừng Cát Bà là một trong những rừng mà gọi là bảo tồn rất là sớm và rất là nổi tiếng và còn rất là hoang sơ, rất hoang sơ. Thì thật sự là rất khó ở đâu đó có một cái trải đi một du lịch mà có một cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Như vậy là Cát Bà, thì sau đó tôi phân tích rằng là Cát Bà nó không chỉ là phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mà nó còn ngắn hạn đấy, hoặc là phục vụ cho việc mà du lịch xanh, du lịch trải nghiệm đấy. Người ta có thể đi biển một ngày, đi đảo một ngày, đi rừng một ngày, và với khoảng cách đã quá gần thì gần như là cuối tuần người ta đi nghỉ ngơi được đấy. Thì sau khi mình phân tích mình càng thấy nó quá là thú vị, nó quá là thú vị. Và đặc biệt điều quan trọng nhất của nó là diện đất đảo nó rất khan hiếm, nó không có số lượng, nó có hạn, và cái việc mà bảo tồn rừng ở Cát Bà rất là nghiêm ngặt, khi mà được cái tổ chức thế giới đã tham gia bảo vệ rất là lâu rồi. Chính vì Hải Phòng không phát triển Cát Bà nên bây giờ nó có Cát Bà nó thiên nhiên như bây giờ, nó xanh như bây giờ, và chúng ta có một cơ hội mà sau này sẽ được trải nghiệm rất là nhiều. Thì cùng với xu hướng về bất động sản, xu hướng về du lịch thì đó là những nghỉ dưỡng xanh, đó là trải nghiệm, thì Cát Bà nó đáp ứng đầy đủ tất cả các loại hình du lịch đấy, mà trong tương lai hoặc là trong gần đây nhất là phát triển được. Chúng ta quen tắm biển thì xin lỗi là biển Cát Bà cũng rất là đẹp đúng không ạ, chúng ta có đảo, chúng ta có rừng đấy, các bạn tôi từng đi trekking rừng rồi, nó phê lắm, rất là phê luôn. Rồi Cát Bà có hang động, có 150 mấy hang động cơ đấy, có rừng ngập mặn đấy. Tức là gần như là tất cả mình, bản thân tôi khi tôi đến mà rồi trong 2 tháng đấy là nghiên cứu về 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 du lịch Cát Bà đấy, về hành vi của con người, rồi là lượng khách sang lịch như thế nào, mình thấy rằng đấy, sau đó thì mình nghiên cứu về cơ sở vật chất. Là tất nhiên Cát Bà hiện tại mọi người bây giờ là mới thông cái cầu Tân Vũ huyện thì năm nay nó đột biến du lịch, thì cái cơ sở vật chất lúc nào trong trong mùa hè lúc nào trong tình trạng quá tải đấy, lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu phòng đấy. Thì sau đó thì mình thấy rằng ok đấy, tôi đang rõ đây, tôi sau 2 tháng đấy tôi còn đi ăn trải nghiệm Cát Bà, thì các bạn biết rồi là có hải sản đấy, như nào hải sản Cát Bà rất là ngon, tại vì nó trong vịnh nuôi trồng thủy sản được đấy. Rồi là có đồ rừng đấy, đồ rừng thì có dê dê Cát Bà rất là nổi tiếng, hay là có gà, tức là đồ ăn ẩm thực phong phú, cảnh quan thiên nhiên phong phú, vị trí quá gần, trong cái đó thì bất động sản gì thì quá rẻ. Thì đấy là một cái điều nghịch lý. Thì sau khi mà trải nghiệm trong 2 tháng mình tôi đi khám phá hết quanh đảo và đi tìm hiểu rất nhiều chỗ bản thân, thì sau đó thì mình quyết định đầu tư. Thì khi mà tôi đầu tư thì tôi khi đi vào cái khu gọi là từ mà từ từ Phà sang gọi là xã Phù Long, sau đó thì tôi xong Phù Long thì đi tiếp đến gọi là Hiền Hà, xong đến Xuân Đám, xong đến Trân Châu, xong đến Cáng Áng Sỏi, xong đến thị trấn. Đấy là từ 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 từ, từ phà vào đi như vậy. Nhưng từ lúc đấy khi mà mọi người lúc đấy tôi thấy rằng là thị trấn đương nhiên là mọi người biết là đắt rồi, cái giá trị bất động sản nó cao rồi. Lúc đấy tôi bắt đầu vào thị trấn thì giá tầm 30 20 30 mới mua được, thì mình không có đủ tiền như vậy, vốn mình ít, vốn của tôi tập trung vào các bạn những nhà đầu tư trẻ, những nhà đầu tư mới vốn từ 1 đến 2 tỷ thôi. Đấy, thì sau đó thì mình vào Xuân Đám, thì bản thân khi mà bọn tôi vào Xuân Đám thì cũng phải nghiên cứu. Lúc tôi vào Xuân Đám mặt đường nó chỉ mười mấy thôi, và đến bây giờ bạn mấy rồi là bạn tầm bây giờ bạn nằm ra mặt đường Xuân Đám mà gần Vịnh Cát Đồn 30 35 40 đúng không nhỉ. Đấy, và trong làng lúc đấy trong làng còn rất ít các khu du lịch, thì lúc đấy giá nó chỉ đâu đó khoảng tầm 4 triệu rưỡi 5 triệu thôi, nhưng bây giờ tầm 8 9 triệu một mét rồi. Thì đó là tôi đi cả tháng,
trong quá trình tìm hiểu cả tháng mình không mua được, sau đó thì lên quá nhanh, thì lúc đấy là bắt đầu là chạm chân châu nữa. Đấy, chân châu lúc đấy thì giá lúc đấy tôi nhớ tôi hỏi lần đầu tiên là tầm 15 triệu và bây giờ tầm 30 35 triệu. Đấy, chân châu thì à, chân châu là mỗi một điểm mà Cát Bà, mỗi một xã Cát Bà nó có một cái điểm riêng. Ví dụ như Xuân Đám, tại sao tôi vào Xuân Đám thì trước mặt cái vịnh Hoàng Sơn rất là đẹp. Đấy, tôi đã từng đi trải nghiệm ở đấy rồi, rất tuyệt vời luôn. Và trong hiện tại Xuân Đám nó gần như là một cái khu vực mà được gọi là quy hoạch lớn nhất của Sa, khi có sân gốc, khi có suối nước nóng. Đấy, rất tuyệt vời, nó có vịnh, rồi nó có rau hoa, có rất biệt thự nghỉ dưỡng vân vân, và bây giờ họ đang triển khai nên là cái giá bất động sản khá là cao. Còn lúc đấy thì bắt đầu nó sóng nó sốt khi mà săn triển khai trở lại. Và Trân Châu thì nó có cái cảng cá khi mà đã hoàn thiện rồi, và chỉ trong thời gian tới thôi là toàn bộ cảng cá, toàn bộ tàu thuyền nó về về xã Trân Châu. Thì Trân Châu sẽ là một cái điểm rất là hot, nhưng mà khi đấy thì mình đi vào mình chớp mình bị choáng quá, mình không mua kịp. Thì đấy là một trong những lần đầu tiên mà tôi đi vào khoảng cái vùng nó to như vậy, mình choáng, mình không kịp mua ấy. Đã. Thì sau đó thì một thời gian, sau đó cái tháng đấy thì gần như là mình đi xem Xuân Đám, mình cứ tiếp, mình cứ tiếp, mình tiếp, mình chẳng cuối cùng chẳng mua cái gì cả. Tại vì thì mình không có nhiều tiền, tiền mình ít, thì mình mua một mảnh thôi là mình hết tiền rồi, mấy tiền rồi. Sau đó thì tôi còn đi vòng hết Xuân Đám, Trân Châu, rồi đến tôi vào Khe Sâu, tôi vào thị trấn, tôi vào Bến Bèo, thì mình thấy rằng để cái giá đấy, cái vốn rất là cao, mình đều không mua được. Đấy, thì sau đó thì quay lại Hiền Hào, thì Hiền Hào với tôi thì lại không phải điểm đẹp. Đấy. Nhưng mà về sau này mình nhận ra thì nó rất là đẹp. Đấy, sau đó thì còn đến tận cả cái bến mà đi 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 đi, đi Hạ Long, thì mình giá đến tầm 3 triệu 2 triệu rưỡi mét, Khe Sâu lúc đấy là tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi mét hoặc 2 triệu rưỡi mét ở bên trong. Đấy, nhưng các bạn biết rồi, bây giờ thì đều gấp đôi gấp ba hết rồi, chỉ trong 6 tháng. Thì rất là may khi đó thì mình về tôi ngon mới nói, lúc đấy mình tiền mình ít quá, mình không phân tích được. Tức là mình vào đâu mình không chấp thời cơ nhanh, nó lên giá quá nhanh. Đấy, nó lên giá quá nhanh. Đấy, thì mà lúc đấy tôi còn ít nhá, các bạn hiểu rằng là quy hoạch của cáp treo săn ấy từ 2017 rồi, và 2017 bất động sản các bạn đã tăng nhích một chút rồi. Thế sau đó thì do vấn đề về quy hoạch chiều cao rồi liên quan quốc phòng quân sự, hoặc lúc đấy là săn còn tập trung ở Quảng Ninh, nên ra nó chậm cái tiến độ cáp treo lại. Thì rất là may cái thời điểm đấy là mình vào đúng cái thời điểm chậm đấy, mình mới mua được. Đấy, tại vì rất nhiều người, rất là nhà đầu tư đã mua trước điểm đấy và bị chậm, và họ thậm chí còn hơi hơi chán một chút rồi. Còn nhiều người dân thì thậm chí hỏi ô chắc nó bỏ dự án hết rồi, không làm được rồi. Đấy, nhưng không ngờ lúc đầu tôi vào thì đúng lúc nó chậm, và sau đó nó triển khai đột biến, và các bạn biết rồi, đến bây giờ thì chỉ tháng 4 năm nay là tháng 4 năm 2020 chạy cáp treo thử rồi. Đấy. Thì sau đó thì cái câu chuyện đấy, sau khi mình quay lại, mình về mình quay lại mình rà soát lại toàn bộ đấy, toàn bộ cái đảo Cát Bà, thì mình thấy rằng Phú Long lúc đấy thì không có ai quan tâm Phú Long cả. Đấy, lúc đấy thì chưa có ai quan tâm Phú Long cả, mặc dù là cáp treo vẫn đang xây dựng và cái nhà ga cáp treo xây dựng. Thì bắt đầu mình mới mua, và quyết định tôi quyết định mua, và quyết định rủ tất cả các nhà đầu tư tôi biết là tôi mua. Đấy, thì rất là may mà khi mình vào Phú Long giá còn rẻ, giá trên dưới 10, nhưng bây giờ tầm 15 16, thì ít nhất là chỉ trong vòng 3 tháng đấy mà giá lên như vậy. Thì rất là may cái khi mình đấy, sau đó thì mình nghiên cứu Phú Long và mình nhận ra rằng đây là phố điểm đầu, thì đầu tư bao giờ là điểm đầu. Và mình sau đó thì mình phân tích cái quỹ đất, phân tích cái kỳ vạch, thì rõ ràng là gì, nó là đất đô thị cảng biển, đô thị cảng biển phụ trợ công nghiệp cảng biển, và sống bên này cũng khá là ổn khi mà bên kia Cát Hải nó toàn bộ là công nghiệp lớn nhất miền Bắc, toàn bộ là công nghiệp hiện đại, cảng biển, khu công nghiệp của VinFast vân vân, thì một lượng dân ở bên này đúng nhỉ. Thì đầu tiên người ta chê bảo Phú Long nó chỉ đi qua thôi, rồi đi sau trong nghỉ dưỡng kia, nhưng mọi người đều nhầm. Đấy, sau đó mọi người nhầm, thì tôi có một cái video rất là kỹ về Phú Long rồi, thì mọi người đã xem. Thì đấy là cái thời điểm mà rất là may mắn khi mình vào kịp Phú Long, và trước khi bây giờ nó giá mình mấy, nó giá nó 14, 15, 16, thì mình không kịp mua. Còn ngoài ra thực ra thì mình ít tiền, nhà đầu tư của mình cũng ít, cũng ít, nên là mình không thể bao cả sân được. Thì nó rất là tiếc, nhưng mà cơ bản tôi nói mọi người rồi, là tất cả Cát Bà thì đều lên hết. Đấy, tại vì nó là đất đảo, đi vòng quanh Cát Bà nó chỉ mất khoảng tầm 30 đến 40 phút thôi, nên là người ta có thể đi du lịch khắp mọi nơi. Đấy, sau này thì người ta có thể sang Phú Long ở, hoặc là sang Phú Long ăn chơi, ăn hải sản, hoặc là sau này có shop house, có khu vui chơi giải trí ở đấy thì họ sẽ chơi. Còn sau này nghỉ dưỡng cao cấp hơn thì họ sẽ đi vào bên trong, vừa vào Xuân Đám, đi vào thị trấn, họ để có thể nghỉ dưỡng cao cấp hơn, hoặc có thể đi trong 2-3 ngày. Còn sau này họ những người có thể đi một ngày, từ bên công nghiệp, công nhân, cán bộ, chuyên gia công nghiệp sang, thì họ sẽ sang Phú Long ăn chơi nhảy múa bên này, và họ về trong ngày luôn. Tại vì dù sao cũng là sang đảo, trải nghiệm cáp treo, trải nghiệm tàu cao tốc, họ sang nơi tắm biển bình thường, đúng không ạ? Rồi đi rừng ngập mặn, rồi sau này có thể có vui chơi giải trí tại đấy, thì họ sẽ đi bình thường, thì nó sẽ làm cho cái Phú Long nó phát triển. Và tôi từng nói trong video tôi rằng là Phú Long và thị trấn sẽ là hai cái đô thị lớn nhất ở Cát Bà, thì ít nhất là bây giờ đến lúc này nó khá chính xác, tầm 78% khi mà quy hoạch công bố mới nhất ra thì Phú Long phát triển rất nhiều đô thị mới, thì rất là may mắn đúng không ạ? Và như quan điểm của tôi ngay từ đầu ấy, thì được cái là miền Bắc mình họ làm khá là chặt, khi
khi mà quan điểm của tôi ngay từ đầu là khi tôi chọn đất thổ cư đấy, chọn tôi cũng hỏi rất tôi làm việc sâu với địa chính để có cái bản, để có cái quy hoạch, để có những cái quy hoạch mà mình biết mình sẽ làm một cái đất gì. Và một số đối tượng, một số cái nhà đầu tư lớn, một số nhà đầu tư họ có nhiều tiền rồi thì họ cũng đã chọn là những cái loại, đã loại đất rừng hoặc đất áng đấy, đất mà đất rừng mà có sổ hoặc là đất rừng không sổ, đất không ba chỉ viết tay thôi họ mua. Và đến bây giờ, thực ra bây giờ vẫn đang trở bình thường. À, ai mà đi các bạn mình mới biết là một số cái khu resort homestay trong rừng, đây là những cái đất rừng ấy, thời điểm đấy tôi hỏi chỉ còn 400.000 một mét thôi, nhưng bây giờ họ cũng bán 1,2 triệu mét rồi và rất là ít người mua. Thì tất nhiên là đấy là những việc mà tay to đúng không ạ, tay to đúng không ạ. Và đấy thì đấy là cái trải nghiệm của mình khi mình đi phân tích một thị trường, từ việc là mình tự bản thân mình đi trải nghiệm đánh giá về tiềm năng du lịch. Thì cái này đòi hỏi một số bạn đã làm cái này rồi thì phải đi nhiều thì mới phân tích được như vậy. Đã, phân tích mình tìm hiểu được như vậy. Như tôi đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc đi tôi đi hết rồi. Đấy, thì tôi mới biết rằng là à đây nó có đặc đặc biệt gì và nó cái vị thế sẽ làm cái gì. Ví dụ như đối tượng chính ở trên đảo Cát Bà mua sau này rất chúng ta nhìn thấy ngay, đó là những đối tượng mà mua nghỉ dưỡng cuối tuần của người Hải Phòng thôi, chứ chưa cần biết anh người Hà Nội. Và chắc chắn là trên đảo các anh ấy siêu giàu rồi, tại vì biết trên đảo nó cái khu đều rất là tuyệt vời như vậy. Hay là làm du lịch, dịch vụ du lịch với cái lượng khách mà gọi là tôi chưa cần người Hà Nội đi, chưa cần ở nơi khác đúng không ạ, thì chỉ cần công nhân thôi, 125.000 công nhân bên phía này Cát Hải họ sang chơi cuối tuần thôi thì Cát Bà đủ lượng khách rất là lớn rồi. Còn chưa kể là Cát Bà thì hiện tại thì bây giờ tôi nghĩ là rất nhiều khách Tây hiện tại mùa đông ở đấy, nhưng các người mọi người vẫn có cái ác cảm về gọi là Cát Bà là khách mùa đông đúng không ạ. Đấy, thì bọn mới biết rồi là mùa đông thì khách Cát Bà rất là đông. À, tôi rất nhiều lần tôi chia sẻ status là tôi up lên hình ảnh khách Tây đi rồi. Đấy, mùa đông Cát Bà rất là đông khách Tây đúng không ạ. Nhưng tới đây thì sẽ có thể bỏ qua vì kinh tế đêm, khi mà kinh tế đêm được phát triển thì khu chơi giải trí cơ sở hạ tầng nó lên thì tôi nghĩ chuyện này chuyện rất là bình thường khi mà các bạn nó có quá nhiều điều kiện. Sau này các bạn người đi Cát Bà thì mọi người đừng đi không chỉ đi biển không, nhưng mà đi rừng đi đảo nữa. Đấy, và đi đủ ba cái trải nghiệm đấy, đấy gọi là đi Cát Bà. À, gần như tuần nào chúng ta cũng phải đi được vì nó rất là gần đấy. Thì cả một quá trình đầu tư như vậy đến nay là 6 tháng thì tôi nghĩ rằng đến lúc này đây tôi nói rồi, nó chưa phải là đỉnh. À, bên nước ngoài thì Cát Bà bất động sản Cát Bà mới đi 1/5 thôi, với một giai đoạn là sắp sửa bùng nổ rồi. Khi mà chúng ta các bạn nào mà đi Cát Bà thời điểm này, chúng ta đi tới trên Cát Bà thì trong Cát Bà chúng ta chưa có bất cứ một thông tin biển bảng nào về các dự án còn săn, nguyện còn săn cả. Thì đấy là những cái thứ mà họ còn đang ngờ giấu. Khi mà tôi nghĩ rằng điểm bùng phát lớn nhất nó là tháng 4, tháng 5, năm 2020 khi mà săn công bố cáp treo. Và tiếng cáp treo nó có rất nhiều kỷ lục như cột trên biển cáp treo cao nhất thế giới. Và đây là một trong những chỗ tôi nghĩ là có một cảnh nó đẹp, đẹp hàng đầu Việt Nam luôn. Đúng không ạ? Thì lúc đấy thì bắt đầu mới bùng nổ du lịch Cát Bà, bùng nổ về giá bất động sản Cát Bà đúng không ạ. Thì một con số nhỏ thôi nhưng tôi đây tôi có sớm một con số đây là riêng Cát Bà trong năm đây nha, 6 tháng, 6 tháng đầu năm 2019 thì lượng khách đạt các lượng khách đến Cát Bà đạt 1,5 triệu người đấy, 6 tháng đầu năm. Thì con số này chúng ta sẽ có thể so sánh với Phú Quốc nhé. Đấy, là Phú Quốc, riêng đảo Phú Quốc chúng ta nổi tiếng như vậy, ai biết đến như vậy, nhưng mà Phú Quốc đón 2,2 triệu khách người đó năm 2019, là một thị trường rất nổi tiếng, một thị trường được rất truyền thông ưu ái. Nhưng mà nửa năm thì chỉ hơn Cát Bà đâu đó khoảng 1 triệu lượt khách thôi. À, mà giá bất động sản vui mà nguyên rồi nó thì chắc gấp, hiện tại tôi nghĩ là gấp tầm 3 4 4 lần Cát Bà đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ so sánh một cái thị trường ở miền Bắc đi, đó là Sapa. Thì trong quý 1 ở Sapa thì đón khoảng 1,4 triệu khách. À, và giá bất động sản, giá bất động sản Sapa thì mọi người biết rồi. Đấy, Sapa thì lại còn thậm chí còn xa hơn, Sapa có được cái khí hậu và không khí có núi đúng không ạ, Cát Bà cũng có núi. À, tất nhiên là mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng ta thấy rằng là cái sự tiềm năng tăng giá của Cát Bà nó còn rất 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 cao nữa, khi mà cái giá bây giờ nó còn trong dân vẫn còn một tầm 4-5-6 triệu một mét, tất nhiên là diện tích lớn. Và ngoài những vị trí đẹp, những vị trí đẹp thì tầm hơn chục triệu một mét, hoặc 20 triệu 30 triệu một mét, thì cái tiềm năng tăng giá của Cát Bà nó còn rất rất là lớn. Cho đó rồi là gì, giá Cát Bà, giá bất động sản Cát Bà mới đi được 1/5. Đấy, và tôi trông chờ khoảng tầm 3 năm nữa, 4 năm nữa tôi sẽ làm cái video tổng kết lại Cát Bà sẽ giá nó bao nhiêu. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ những cái giá mà các bạn đang xem, đang nghe như thế nào. Thì đấy là một vài những cái chia sẻ. Đấy, thì sau khi mà tìm hiểu kỹ về quy hoạch, tìm hiểu kỹ về các cái dự án đầu tư, rồi là chủ trương, rồi đi khảo sát, đi trải nghiệm thực tế, thì tôi cho rằng đấy là một cái, là toàn bộ đấy là một cái trải nghiệm rất thú vị. Trong quá trình làm thì tôi được hỗ trợ rất nhiều, tôi tham khảo rất nhiều từ địa chính xã, các xã tôi tham gia. Đấy, mình làm vài làm việc mình hỏi rồi thăm và khảo từ những người dân đấy họ sinh sống làm sao. Trước đây người Cát Bà rất là khổ, rất là nghèo các bạn ạ, tại vì trước đây đi rất là xa
Và chỉ tập trung quanh thị trấn thôi. Trước đây thì du lịch khách rồi chỉ cho tâm thị trấn, hành trình trải nghiệm ra Cát Bà, ăn hải sản, tắm biển, ăn hải sản và ngủ hết, chẳng có gì chơi cả. Cái chơi nó quá sang. Đấy, và người ta không để ý đến, người ta chưa để ý đến. Và khi đặc biệt là khi mà cái cao tốc từ Hải Phòng sang Quảng Ninh ấy thì người ta đi Quảng Ninh luôn, lại không ra Cát Bà nữa. Đấy, thì đấy là điều rất là đáng tiếc, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vị thế của Cát Bà nó sẽ trở lại trong năm 2020 với một cái đặc dự án đặc biệt của Sun, cái cáp treo của Sun đi lên. Thì trong quá trình làm, do đó rồi trong quá trình làm tôi đã được hỗ trợ tham khảo rất nhiều người dân địa phương, rồi là tham gia với cái địa chính, các anh chị địa chính nhà địa phương mình làm mình tìm hiểu. Đấy, và mình vừa trải nghiệm văn hóa, vừa trải nghiệm về các địa điểm du lịch, rồi là tìm hiểu giá đất, thì mình mới có định đầu tư ở đấy và giúp những nhà đầu tư quyết định đấy, sau đó mình chắc chắn an toàn. Và đến lúc này tôi khẳng định, đến lúc này thì mình rất là tự tin khẳng định rằng là cái giá đầu tư tôi đã tăng khoảng 45% và tôi vẫn tăng mạnh nữa, đúng không ạ? À, khuyên các bạn là các bạn có thể ra Cát Bà, tại vì tôi nói rồi đầu tư Cát Bà dài hạn thì hoàn toàn vẫn là ổn. Và các bạn ra Cát Bà thì nhớ là cái tầm 4 giờ chiều đi cái đường ven biển ấy, tôi khẳng định luôn sau này nó sẽ nằm trong cái đường ven biển, một cái địa điểm check in nổi tiếng không chỉ ở miền Bắc đâu mà khắp Việt Nam nữa. Đấy, thì tôi rất là cảm ơn khi các bạn đã theo dõi tôi khi mà xem cái video này. Hẹn các bạn có thể comment phía dưới cùng chia sẻ, hoặc là những chị nào đã đầu tư Cát Bà rồi có thể chia sẻ comment phía dưới, hoặc là cần hỗ trợ gì có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại hotline ở phía dưới trong màn hình. Rất vui được là kêu các bạn trong những video chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tiếp theo, và đừng quên đăng ký kênh và theo dõi những cái video mới nhất của tôi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.